Hít hơi vào sâu, nổi chân lên. Hít vào sâu, nổi chân lên. Úp mặt xuống nước. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên. Thả miệng ra. Hít hơi vào sâu, rồi úp mặt xuống nước. Đúng rồi. Hít hơi vào sâu, úp mặt xuống nước. Hai chân khép sát lại, giữ thẳng người. Rồi thở ra bằng mũi. Tôm dở lắm. Thả miệng ra, hít hơi vào. Đúng rồi, úp mặt xuống. Nổi người lên. Đúng rồi. Làm y chang như bạn tôm cho Tuyên coi. Nổi lên. Rồi, ở mực này quá dễ dứt tôm rồi, tôm xuống mực này ha. Hít hơi vào sâu, nổi người lên, khép sát hai chân lại. Thở ra bằng mũi. Rồi, bắt đầu đếm 1, 2, 3 nha. Hít vô sâu, úp mặt xuống đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Hít hơi vào sâu, úp mặt xuống đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Hít hơi vào sâu, úp mặt xuống nước đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi, đúng rồi. Ben cũng vậy nữa. Ben thua tôm nè. Khép sát hai chân lại, nổi người lên chứ. Hít hơi vào sau, úp mặt xuống, nổi người lên đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Hít hơi vào sau, úp mặt xuống đến 1, 2, 3, nổi người lên, thở ra bằng mũi. Đúng rồi, tôm giỏi lắm. Ben hít hơi vô sau là nổi cái chân lên nha Ben. Cái chân em bị chìm là sai á. Hai chân lại nha. Rồi tiếp theo, bài tập tiếp theo nè, cần phải nhớ nè. Hít hơi vào sâu, phình bụng lên, úp mặt xuống, nín thở lại, nổi chân lên. Đếm 1 1 2 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên. Hít hơi vào sâu, úp mặt xuống, gập chân lại. Đếm 1 2 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Hít hơi vào để nổi người lâu. Hít hơi vào sau, úp mặt xuống. Chân 1 2 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Hít hơi vào. Rồi động tác chân là gập chân lại, xoay chân, đưa gót chân qua hai bên, đạp nước ra hình chữ V, khép sát chân về nha. Hít hơi vào sau, úp mặt xuống, làm động tác chân. Hít hơi vào sau, úp mặt xuống, làm động tác chân. 1 2 3, 1 2 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên. Hít hơi vào, tiếp úp mặt xuống. Đếm 1 2 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên. Hít hơi vào. Giỏi lắm, tôm rất tốt. Kéo tay nằm xuống, tôm làm tiếp. Cái đếm 1 2 3 đó là làm động tác chân 1 2 3 nha. Tới thiên Ben nè. Nè, Ben làm đúng cho mấy bạn coi trên mạng nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Đếm 1 2 3 nè, động tác chân nè. 1 nè, gập chân lại Ben. Gập chân lại, hai cái chân lại như vậy. Rồi đưa gót chân qua hai bên, xoay ra. Xoay ra, cái này là 2 nè, khép sát chân về mới là 3 nè. Gập chân lại 1 nè, rồi đưa cái này ra là 2 nè, khép sát chân về là 3 nè. Nhớ cho Ben. Rồi, Ben và Tom cùng tập nè. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Nổi người lên, làm động tác chân. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ngẩng mặt lên, thở ra bằng mũi là kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào á, hiểu không? Nè, quay mắt nhìn lại, gập chân lại. Gập chân lại nhìn nè. Nè, hai bàn chân chạm vào nhau nha. Xoay bàn chân nè, xoay gót chân nè, qua hai bên nè, đạp ra hình chữ V nè, là 2, khép sát chân về là 3, nhớ chưa? Nhớ rồi đó. Ben vô làm kiểm tra. 1 2, đúng rồi. Xoay bàn chân, đúng rồi. Đạp ra hình chữ V, khép sát chân về là 3. Các bạn, bây giờ là tới phần thi của bạn Ben Lee, siêu mẫu, diễn viên. Và bạn Trúc, siêu học giỏi, thông minh, xuất sắc nhất của câu lạc bộ Người Cá. Được không? Quảng cáo gì hấp dẫn không? Nếu ai bơi đẹp nhất sẽ được đứt đuôi biến hóa thành ớt. Rồi, ok luôn. Rồi, xích ra, giảng xích ra để cho bạn có khoảng trống. 1, 2, 3. Bơi đúng nha. Bơi đúng. Tôi bắt đầu chấm điểm đúng. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Đợi nổi người lên, đếm 1, 2, 3. Nhớ giữ thẳng tay nha. Chân đạp
nhưng tay vẫn thẳng nha, cái chân đạp tay vẫn thẳng ra phía trước nha. Đúng rồi, rồi tay đưa lại phía trước chút. Rồi, rồi tay đưa lại phía trước nữa. Trúc ơi, Trúc tay thẳng ra đưa phía trước. Đúng rồi, chân đạp nhưng mà tay vẫn thẳng phía trước, kéo tay là thẳng chân đó. Đúng rồi, Trúc làm hay lắm. Còn Ben nè, cái tay của Ben sao xoay cổ tay vậy Ben? Ben nè, cái tay kỳ quá nha, coi chừng bị thua em nhỏ nha. Bạn này mới 6 tuổi à. Thầy quay lại thầy. Rồi quay lại, bơi quay lại. Lại, duỗi thẳng tay ra chân. Chút nhớ thẳng tay. Đúng rồi, chút làm đẹp lắm luôn. Rồi đưa tay thẳng lên phía trước lại, úp mặt xuống. Đúng rồi, chân. Chút làm đẹp lắm. Còn Ben nè. Chân. Đếm 1, 2, 3 rồi mới thở hơi ra kéo tay. Chân xong rồi đếm 1, 2, 3 thở hơi ra kéo tay, ngẩng mặt lên. Tôi thấy bạn Trúc làm đẹp hơn bạn Ben rồi đó. Bạn Ben cố gắng nha. Hít hơi vào, chân 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay, ngẩng mặt lên. Rồi, cả hai bạn đều bơi rất tốt. Tại sao hai bạn lại bơi tốt như vậy nhưng mà chưa có được đẹp? Bơi tốt mà cũng phải đẹp nữa nha. Cố gắng nha. Bây giờ thi vòng 2 thầy. Thi vòng 2 luôn không? Nè, chân xong rồi, thở mũi ra mới kéo tay ngẩng mặt lên nha. Khi mà tay kéo rồi mình đưa thẳng tay phía trước, em cái tay em để như vậy là sai nha. Tay phải nha. Ừ đúng rồi. Hít hơi vào rồi úp mặt xuống. Chân xong rồi tới tay. Tay là thẳng đó, kéo tay rồi đưa tay thẳng ra là phía trước lại nhớ không? Úp mặt xuống lại. Rồi. Bắt đầu thi lại vòng 2. Bạn Trúc và bạn Bentley sẽ thi với nhau để coi bạn nào sẽ được tiến hóa thành ếch hay mãi mãi là nòng nọc. Bắt đầu 1, 2, 3. Bentley làm nhanh quá, làm chậm lại, đếm 1, 2, 3 đàng hoàng. Chân rồi 1, 2, 3, thở mũi ra. Đúng rồi, Trúc giỏi lắm. Trúc giỏi lắm, rồi đưa tay thẳng ra phía trước lại. Rồi em mặc đuôi vô đi. Rồi em kéo lên. Trúc ơi giỏi lắm. Chân. Chân xong rồi thở. Chân rồi đếm 1, 2, 3 thở mũi ra. Kéo tay ngẩng mặt lên. Ben làm vội quá. Chân 1, 2, 3 thở mũi ra kéo tay ngẩng mặt lên. Hít hơi vào. Nhớ nha, động tác chân 1, 2, 3 rồi mới được thở mũi ra nha. Khép sát chân lại nha Ben. Chân, động tác chân 1, 2, 3 khép sát chân lại. Rồi thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên. Mấy ngón tay khép sát lại. Xoay cái bàn tay giống như hồi nãy ngồi tập ở trên bờ cho nó đúng. Bạn Trúc làm giỏi quá à. Tôi bắt đầu chấm điểm. Bơi về tới bờ tôi sẽ chấm điểm. Tiếp tục Trúc. Tiếp tục. Thẳng tay phía trước. Đúng rồi Trúc ơi, cố gắng nha. Bữa nay là Trúc thi với siêu mẫu nhí Việt Nam nha, là diễn viên xuất sắc nhất 2016 nha. Diễn viên nhí, diễn viên xuất sắc nhất 2014 luôn nha. Rồi. Wow. Tion xin chấm điểm. Rồi mấy em thở nước 10 lần cái đã, chấm điểm thở nước nữa. Hít hơi vào miệng thở ra mũi với nước. 1 lần, 2 lần. Tiếp Ben. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Wow, khả năng hít thở nước của bạn Trúc cũng quá đẹp các bạn ơi. Ôi sao bạn Trúc có thể giỏi như vậy. Giỏi quá. Ben cũng giỏi không kém. Ben thở nước như là một con ếch. Trúc thở nước giống như là một con nhái. Hai bạn thở nước giống như là một loài lưỡng cư.
quá mạnh mẽ, quá hay. Wow, thở nước mà giống như là đang uống nước luôn. Hay quá các bạn ơi, Ben cả. Wow, vừa thở nước mà vừa nhúng lên, nhúng xuống. Trời ơi, thở nước mà rớt phao ra luôn. Rồi tiến hóa thành ếch luôn rồi. Bơi được luôn chưa? Ben, bơi luôn. Ben đã được tiến hóa thành ếch rồi đó. Ben là bơi tốt, Trúc cũng bơi tốt. Trúc bơi quá xuất sắc. Anh không ngờ bữa nay em quá giỏi. Ben cũng quá được luôn, quá tốt. Rồi Ben. Dạ, cuối cùng Ben có được biến hóa thành ớt rồi. Rồi Ben bơi đi, để được biến hóa thành ớt. Thôi, để cái phao đó tương lụm. Cái phao đó tương lụm, buông phao ra bơi luôn. Trúc dám buông phao ra đấu với bạn không? Dạ. Dám buông phao không? Bơi thử coi. Vậy là mau tiến hóa nữa. Dừng, kéo tay ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Hít hơi vào. Ben làm động tác vội vậy. Hít hơi vào nổi người lên đã. Rồi chân 1 2 3, thở nước ra kéo tay ngẩng mặt lên. Hít hơi vào nổi người lên đã. Nhớ chưa? Hít hơi vào sau nổi người lên. Chân 1 2 3, thở mũi ra kéo tay ngẩng mặt lên. Nhớ không? Duỗi thẳng người ra, hít hơi vào rồi nằm. Duỗi thẳng người ra nổi lên. Rồi đếm chân 1, 2, 3. Nhớ không? Hít hơi vào chân 1, 2, 3. Thở mũi ra, kéo tay ngẩng mặt lên. Hít hơi vào. Bạn Ben bơi giờ là buông phao được luôn rồi. Mà bơi còn xấu quá à, nên phải sửa lại. Bạn ấy bơi quá vội, cần phải bơi chậm lại. Hít hơi vào sau nổi người lên cái đã. Rồi làm động tác chân, rồi mới thở nước ra, rồi mới kéo tay ngẩng mặt lên. Ben, đừng làm vội nữa, đeo phao vô rồi tập chậm lại nha. Nghe tôi nói. Biết sao cái đuôi tuột hoài không? Bởi vì em vũ đuôi mạnh quá à, em lắc đuôi mạnh quá. Với lại em lần sau mang thêm một cái đuôi vớ vô bên trong nữa cho nó giữ cái chân lại cho nó tốt ha. Anh đuôi mang quá là quá ướt. Sẽ giúp chân mình êm hơn, bơi tốt hơn. Rồi, bây giờ em bơi, hít hơi vào, nổi người lên, lắc nhẹ đuôi. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi nha. Kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Cùng với bạn, nồng nọc. Nồng nọc, xém bị rụng hết, rụng được chút chút rồi. Gọi là nồng nọc xém rụng đuôi. Người cá sẽ bơi chung với nồng nọc xém rụng đuôi và nồng nọc đã rụng đuôi. Đây, bây giờ là phần thi của bạn nồng nọc đứt đuôi Trúc và nồng nọc xém rụng đuôi Ben và người cá